Chương 3 Những lá thư không xuất xứ Vụ đào thoát của con Boa Constrictor Brazil khiến cho Harry lãnh một án phạt lâu nhất từ trước tới giờ. Khi Harry được phép ra khỏi gầm cầu thang thì kỳ nghỉ hè đã bắt đầu và Dudley đã làm bể tanh bành cái máy quay phim mới của nó, làm tan nát cái máy bay điều khiển từ xa và tông vô bà Fick đang chống nạn băng qua đường nhân dịp nó tập cỡ chiếc xe đạp đua lần đầu tiên làm bà cụ té chổng kền Harry rất mừng là năm học đã chấm dứt, nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát được băng Dudley. Tụi nó kéo đến nhà chơi mỗi ngày. Pierce, Dennis, Malcolm và Gordon đều có xác thân to lớn và đầu óc bé tí. Nhưng Dudley là đứa to xác nhất và đần nhất trong bọn, nên được làm thủ lĩnh. Cả lũ rất khoái tham gia trò thể thao thích nhất của Dudley là săn lùng Harry Potter. Đây chính là lý do mà Harry thường chuồn khỏi nhà, đi lang thang đâu đó và nghĩ vấn vơ về chuyện kỳ nghỉ sắp hết. Nghĩ tới đó, nó thấy lóe lên chút tia hy vọng. Tháng 9 tới nó sẽ vô trường cấp 2 và lúc đó, lần đầu tiên trong đời, nó sẽ khỏi phải đi học chung với Dudley. Thằng đó đã được nhận vào trường trung học tư mà hồi xưa ông Dudley từng học, trường Smeltings. Pierre cũng vô trường đó. Nhưng Harry thì ngược lại, sẽ vô trường công lập địa phương, trường tường đá. Dudley cho là như vậy thì đã lắm, nó bảo Harry. Ở trường tường đá họ nhét đầu người ta vô cầu tiêu vào ngày nhập học. Mày có muốn lên lầu thực tập trước không? Không, cảm ơn. Cái cầu tiêu thúi của mày làm sao có đủ những thứ khủng khiếp như trong cái đầu của mày. Cái đầu mày phát ro rồi. Nói xong, Harry chạy biến thật lẹ trước khi thằng Dudley thực hành được ý đồ trong cái đầu của nó. Một ngày vào tháng 7, bà Dudley dắt Dudley đi Luân Đôn mua đồng phục của trường Smeltings cho nó. Harry được đem gửi cho bà Fick trong chừng. Lần này bà Fick không đến nỗi nào. Quá ra là một trong mấy con mèo của bà đã làm bà trượt té gãy giò, nên bây giờ bà dường như mất hết hứng với bọn mèo. Bà để cho Harry được ngồi xem truyền hình và còn cho nó một miếng bánh sô-cô-la có mùi vị như thể được làm từ nhiều năm trước. Buổi tối hôm đó, Dudley trong bộ đồng phục mới toanh quay về đi giữ quanh phòng khách cho cha mẹ nó ngắm. Nam sinh trường Smeltings mặc áo khoác có nuôi màu nâu sẫm, quần chẻn, cục tay gối, màu cam và đội một cái nón rơm kêu là bút tơ. Tụi nó cũng cầm gậy có máu, dùng để nện nhau khi thầy giáo không để mắt tới. Điều này có thể coi như một sự rèn luyện tốt cho đời chúng sau này. Ngắm nghĩa quý tử Dudley mặc quần chạy mới, ông Dursley xúc động nói đây là giây phút tự hào nhất trong đời ông. Bà Dursley thì bật khóc và nói bà không thể tin là bé Dudley, đờ tí tẹo của bà đã lớn lên và đẹp trai đến thế. Còn Harry thì tự cấm mình cho nói ra cảm tưởng. Nó biết hai bé sừng của nó dám bể vì nín cười lắm. Sáng hôm sau, Harry vừa bước vô bếp thì ngửi thấy ngay một mùi khủng khiếp. Hình như cái mùi ấy xuất phát từ một cái chậu lớn. Nó bước tới gần để ngó một cái. Cái chậu ngập đầy một thứ gì trông như nụ dẻ ngập trong làng nước xám. Nó hỏi gì Pentunia? Cái gì vậy? Môi gì miếm lại như mọi khi Harry dám đặt ra một câu hỏi. Dì nói. Đồng phục mới của mày. Harry nhìn vô chậu lần nữa. Nó nói. Ôi, con đâu dè nó phải bị nhúng ướt dữ vậy. Dì Petunia nạt, đồ ngu, tao đang nhụm xám đồ cũ của Dudley cho mày. Tao nhụm xong thì trông nó cũng giống như đồ mới của những đứa khác thôi. Harry rất nghi ngờ điều đó, nhưng nghĩ mình không cãi lại là tốt nhất. Nó ngồi xuống cạnh bàn ăn, cố gắng không nghĩ tới hình ảnh nó trong bộ đồ khính đó đi đến trường tường đá vào ngày khai giảng niên học mới. Có lẽ trông nó sẽ giống như một đứa đồ lốt da do già, Bộ đồng phục mới của Harry làm cho Dudley và dựng Vernon nhăn mũi ngay khi bước vô bếp. Ông Dudley như thông lệ, dở tờ báo ra đọc, và Dudley thì giọng cây gậy Smeltings của nó lên bàn. Giờ đây đi đâu nó cũng kè kè cây gậy đó. Họ nghe tiếng mở rảnh bỏ thư trên cửa, và tiếng những lá thư rơi xuống thảm chùi chân ở cửa. Ông Dudley nói đằng sau tờ báo. Dudley, ra lấy thư đi con. Kêu Harry lấy á, Harry ra lấy thư. Kêu Dudley lấy á. Đập cho nó một gậy smelting coi, Dudley. Harry giọt ra né cây gậy smeltings và đi ra cửa lấy thư. Có ba thư nằm trên thảm, một bưu thiếp của em gái ông Dudley gửi, cô ấy đang nghèo du ở đảo White, một phong bì màu nâu giống như thư đòi tiền điện nước và một bức thư gửi Harry. Harry cầm lên, nhìn bức thư chồng chọc tim nó đập bưng bưng như có một ban nhạc cao su khổng lồ đang chơi. Cả đời nó, từ hồi nào giờ, chưa từng có ai viết thư cho nó. Ai mà biết chứ, nó không có bạn bè, không có bà con nào khác, nó cũng không làm thẻ mượn sách thư viện, nên ngay cả thư đòi sách mượn quá hạn, nó cũng khỏi có. Vậy mà bức thư này đây, ghi rõ ràng trên phong bì, không thể có sự nhầm lẫn nào hết. Ông Harry Potter phòng xếp dưới gầm cầu thang số 4 Private Drive. Phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạt và địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc, thư không dán tem. Hai tay Harry run rẩy khi lật qua lá thư, thấy một dấu khăn sáp màu tím mang nguy hiệu, một con sư tử, một con ó, một quân hàm và một con rắn quấn quanh mẫu tự hát. Ông Dursley từ trong nhà bếp quát ra, lẹ lên thằng kia, mày còn làm gì ngoài đó, kiểm tra bông thư hả? Ông khoái trá ra mặt và câu hài hước thú vị của mình. Harry trở lại nhà bếp, vẫn đăm đăm nhìn lá thư gửi cho mình. Nó đưa ông Dursley cái thư đòi tiền điện nước và tấm bưu thiếp, rồi ngồi xuống, từ từ mở cái phong thư màu vàng. Ông Dursley xé phong thư đừng quá đơn, khịt mũi khinh bỉ và liếc qua tấm bưu thiếp. Ông báo cho bà Dursley biết, cô Mark bệnh, ăn nhầm đồ giấm dớ, ba bỗng nhiên dudley la lên ba thằng harry có cái gì kìa lúc đó harry sắp mở lá thư của nó một bức thư cũng viết trên giấy da như cái phong bì nhưng bàn tay nảy chuối sứ của ông dudley đã chụp lấy giật phăng lá thư harry la lên cố giật lại bức thư thư của con mà ông dudley nạt ai viết thư cho mày ông rủ lá thư bằng một tay và liếc đọc mặt ông chuyển từ đỏ sang xanh còn nhanh hơn đèn tường, mà không dừng lại ở đó. Trong vòng vài giây, nó thành ra trắng bệt như bột. Ông lắp bắp. P-P-P-Petunia? -p ông đang gọi tên vợ. Dudley cố dành lá thư, nhưng ông Dudley đã giơ nó cao quá tầm giới của con trai. Bà dursley lấy được thư, tò mò đọc dòng đầu tiên. Bà suýt té xỉu. Bà ôm ngực mình thở hổn hển Anh Vernon ơi, trời đất ơi, anh Vernon ơi! Họ trợn mắt nhìn nhau, dường như quên bén rằng Dudley và Harry vẫn đang ngồi ở đó. Dudley đâu có chịu bị coi thường như vậy. Nó gõ đầu cha nó bằng cây gậy Smeltings và la lớn. Con muốn đọc lá thư đó. Harry tức tối kêu lên. Con muốn đọc lá thư đó bởi vì đó là thư gửi cho con. Ông Dudley nhét lá thư trở vô phong bì cầu nhau. Hai đứa bay đi ra ngoài hết. Harry không chịu động đậy, nó hét. Trả bức thư cho con. Dudley cũng hét. Cho con coi bức thư đó." Ông Dudley gầm lên, "Đi ra." Ông túm cổ cả hai đứa quẳng ra ngoài hành lang, đóng sầm cánh cửa nhà bếp. Dudley và Harry lập tức đánh nhau một cách lặng lẽ nhưng đầy tức tối để giành lỗ khóa mà kê tai vô nghe lén. Dudley thắng, cho nên Harry đành ép bụng xuống dưới sàn để vổng tai nghe qua khe cửa, cặp kiến gãy của nó còn lòng thòng bên tai sau biểu đánh nhau vừa rồi với Dudley. Bên trong nhà bếp Giọng của bà Dursley run run. Anh Vernon coi cái địa chỉ kia. Làm sao mà họ biết cả chỗ thằng nhỏ ngủ kia chứ? Anh có thấy họ đang rình mò căn nhà mình không? Ông Dursley lẩm bẩm hoang mang. Rình mò, do thám. Không chừng đang theo dõi chúng ta. Nhưng mình làm sao đi anh Vernon? Mình có trả lời thư không? Anh hãy biết cho họ là mình không muốn. Qua khe cửa, Harry có thể nhìn thấy gót giày đen của ông Dursley đi qua đi lại trên sàn nhà bếp. Cuối cùng ông nói, không, ta cứ kệ xác Nếu họ không nhận được thư trả lời, thì, ừ, thì tốt nhất là đừng thèm trả lời, đừng làm gì cả. Nhưng, Petunia, anh không muốn có một. Trong nhà này, chẳng phải chúng ta đã thề là cấm cửa cái đồ điên khùng nguy hiểm đó khi chúng ta nhận nuôi nó sao? Chiều hôm đó đi làm về, ông Dursley làm một chuyện mà từ hồi nào giờ đố ông thèm làm. Ông chui xuống gầm cầu thang gặp Harry, Vừa thấy ông Dursley thò đầu vô, Harry hỏi ngay. Thư của con đâu? Ai viết cho con vậy? Ông Dursley nói cộc lốc. Không ai biết, nhầm địa chỉ, ta đốt rồi. Harry tức tối nói, đâu có nhầm. Nó ghi rõ ràng phòng xếp dưới cầu thang mà. Im. Ông Dursley quát, khiến mấy con nhện hết hồn té từ trên trần xuống. Ông hít dài hơi thở sâu, rồi ép mình nhe răng ra cười, một nụ cười hết sức đau khổ. Ờ, uh... Phải rồi Harry à, cái phòng xếp dưới gầm cầu thang này ấy mà. Dì con và Dượng đã suy nghĩ rồi, con bây giờ đã hơi lớn so với nó. Dì Dượng thấy cũng được nếu con dọn lên phòng ngủ phụ của Dudley. Vì sao vậy? Ông Dudley quậu, cấm hỏi, gom đồ đạc lên lầu ngay. Ngôi nhà Dudley có bốn phòng ngủ, một phòng dành cho ông bà Dudley, một phòng dành cho khách, thường thường là cô Mark, em gái ông Dudley, một phòng để cho Dudley ngủ và một phòng để Dudley cất tất cả đám đồ chơi mà nó không chất hết được trong phòng ngủ của nó. Đồ đạc của Harry thì chỉ cần ôm gọn lên lầu một hiệp là xong. Nó ngồi trên giường trong một căn phòng ngủ thực sự và chăm chú nhìn quanh. Hầu như món gì cũng sức càng gãy gọng. Cái máy quay phim mới sắm chưa đầy tháng nằm chỏng chơ trên cái xe tăng mà Dudley có lần cán trúng con chó của nhà hàng xóm trong một góc phòng là cái máy truyền hình thứ nhất của ridley nó đã đá lũng màn hình khi chương trình nó khoái nhất ngừng chiếu có một cái chuồng chim có lần nhốt một con cát mà ridley đã đem vô trường đổ lấy cây súng hơi cây súng đó bây giờ vắt bẻo trên kệ và cong dẹo vì bị ridley ngồi đè lên trên kệ đầy sách và đó là thứ duy nhất trong phòng có vẻ chưa từng bị đụng đến phía tầng dưới vọng lên tiếng của ridley đang giặt mẹ nó con không muốn nó ở đó con cần cái phòng đó, đuổi nó ra đi." Harry thở ra và duỗi người nằm dài trên giường. Ngày hôm qua nó sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được ở trong căn phòng này. Hôm nay, nó thà ở lại dưới gầm cầu thang với lá thư của nó còn hơn được ở trên này mà không có lá thư. Vào bữa ăn sáng hôm sau, mọi người hơi yên lặng. Dudley còn bị sốc, nó đã gào khóc, đã phan cho nó mấy cây smeltings, đã giả bệnh, đá cho mẹ nó mấy phát liệng con rùa của nó qua nóc nhà kính mà vẫn không đòi lại được căn phòng. Harry đang nghĩ đến giờ phút này ngày hôm qua và dạ cái đắng tiếc là lúc đó đã không mở lá thư khi còn ở trong hành lang. Vì bè vượng nó vẫn còn đưa mắt nhìn nhau, đầy quẩn tình. Lại có thư đến, ông Dursley bảo Dudley ra lấy. Ông đang cố tỏ ra thử tế với Harry. Họ nghe tiếng Dudley khu cây gậy Smeltings ẩm ỉ trong hành lang, rồi họ nghe tiếng nó la toán lên. Lại một tư khác nữa nè, ông Harry Potter phòng ngủ nhỏ nhất số 4 Private Drive. Ông Dursley thốt kêu một tiếng út nghẹn nhảy ra khỏi ghế, chạy ra hành lang. Có Harry bám sát gót. Ông Dursley phải giật thằng Dudley xuống đất mới giành được lá thư một cách vô cùng khó nhọc. Bởi vì Harry cũng đeo cứng cổ ông phía lưng để giành cho được lá thư của nó. Sau một phút giật lộn tay ba, ai cũng bị chọc cho vài gậy Smeltings. Ông Dursley cuối cùng đứng thẳng lên được, hấp lấy không khí mà thở, tay nắm chặt lá thư của Harry. Ông thở khò khè bảo Harry. Cúc về gầm cầu thang. À, à ý dường nói là về phòng ngủ của con. Con Dudley, đi đi chỗ khác chơi. Harry đi loanh quanh trong căn phòng mới của nó. Có ai đó cũng đã biết là nó đã dọn từ phòng xếp dưới cầu thang lên căn phòng này. Và dường như người ấy cũng biết nó đã không nhận được lá thư chắc chắn là họ sẽ quyết gửi lại bức thư đó lần tới nhất định harry sẽ nhận được nó nghĩ ra một kế hoạch cái đồng hồ báo thức cũ kỹ hỏng hóc nhiều fan reo lên vào lúc 6 giờ sáng hôm sau harry ngắt chuông ngay rồi lặng lẽ mặc quần áo vào nó cố gắng không làm cho gia đình Dursley thức giấc nó len lén xuống cầu thang không bật ngọn đèn nào nó tính đi ra góc đường private pride đứng chờ ông phát thư nhưng trong khi đang lò dò trong bóng tối của hành lang ra cửa, nó dẫm phải một cái gì mềm mềm, cứng cứng và nghe tiếng rú. a à, Harry nhảy bắn lên không trung, cái đống bùm nhùng trắng ngang cửa đó là một thứ gì còn sống. Nhờ ánh đèn từ trên lầu rọi xuống, Harry kinh hoàng nhận ra giữa đống bùm nhùng ấy là gương mặt dượng Vernon. Ông Dursley đã nằm ngay tại cửa ra vào và ngủ trong một cái túi ngủ suốt đêm qua, hiển nhiên là để ngăn Harry thực hiện chính cái điều mà nó mưu toan làm. Ông quát tháo Harry chừng nửa giờ rồi bảo nó vô nhà bếp pha trà. Harry khốn khổ lê bước vô nhà bếp, và khi nó quay trở ra thì thư từ đã đến, nằm ngay trên đùi của ông Dursley. Harry có thể nhìn thấy ba bức thư có ghi địa chỉ bằng mực xanh biếc. Nó vừa mới nói, con muốn. Thì ông Dursley đã xé mấy lá thư thành trăm mảnh dụng ngay trước mặt nó. Ông không thèm đi làm ngày hôm đó. Ông ở nhà để đóng bích cái rảnh bỏ thư trên cánh cửa. Ông giải thích cho vợ. Em hiểu không? Họ mà không đưa thư được nữa thì họ phải bỏ cuộc thôi. Bà Dursley tán thành. Em chắc là thành công, anh Vernon à. Vừa đóng một cây đinh, đường ngậm miếng bánh trái cây mà bà Dursley mới đem ra. Ông Dursley vừa nói. Ôi, đầu óc của bọn đó kỳ quái lắm, chứ không như đầu óc của chúng ta đâu vào ngày thứ sáu có tới một tá thư được gửi đến cho Harry. Bởi vì thư không thể bỏ qua rảnh như trình cửa, nên chúng được chùi vô qua kẻ hở dưới cánh cửa hay bên hông cửa, và vài lá thư còn được thải qua cửa sổ nhỏ trong phòng tắm ở tầng trệt. Ông Dursley lại ở nhà một ngày nữa. Sau khi đốt hết các lá thư, ông lấy búa và đinh đóng bít tất cả mọi khe hở vết nước quanh căn nhà, kể cả cửa trước và cửa sau, để không cho ai đi ra hết Ông vừa làm vừa ngâm nga bài, nhón gót qua giường bông tulip, và hễ nghe tiếng động nhỏ nào ông cũng nhảy dựng lên. Đến thứ bảy thì sự việc bắt đầu vụt ra ngoài tầm tay của ông. 24 lá thư gửi cho Harry được cuộn lại và giấu lẫn trong hai tá trứng mà người giao hàng hết sức bối rối truyền qua cửa sổ phòng khách cho bà Dursley. Ông Dursley điên cuồng gọi điện thoại đến sở bưu điện và tìm bán trứng để kiếm cho ra thủ phạm, hay kiếm cho ra người nào đó để phàn nàn khiếu nại. Bà Dursley thì băm dụng những lá thư trong cái máy nghiền thức ăn của bà. Tết ngạc nhiên hỏi Harry, ai trên thế gian này lại muốn liên lạc với mày đến như vậy? Sáng chủ nhật, ông Dursley ngồi vô bàn ăn sáng, trông mỏi mệt và hơi bệnh, nhưng lại vui mừng. Ông phấn khởi nói với vợ con khi quẹt mất lên tờ báo. Bữa nay không phát thư, khỏi lo về mấy lá thư chết tiệt đó, nhưng ông chưa dứt câu thì có cái gì đó rớt từ trên ống khói xuống lò sưởi dội lên và văng bắn vô gáy ông. Kế tiếp là ba bốn chục lá thư tuôn ào ào theo ống khói xuống như những viên đạn bắn rào rào. Cả nhà Dursley quảng hồn kiếm chỗ núp. Harry nhảy phóc lên cố bắt cho được một lá thư. Nhưng ông Dursley đã túm lấy cổ tay nó và lẳng nó ra hành lang. Ra, cút ra! Bà Dursley và quý tử Dursley cũng tay che đầu, tay bưng mặt chạy ra ngoài. Ông Dursley đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài vẫn còn nghe những lá thư đổ xuống rào rào dội xuống sàn, văng vô tường. Ông Dursley cố gắng giữ giọng bình tĩnh trong lúc phủ những mảng cho bám bộ ri mép của ông. Kẻ sát nó. Tất cả mọi người mau chuẩn bị trong 5 phút để ra đi. Chúng ta sẽ đi khỏi nơi đây. Chỉ gói ghém quần áo thôi, không nói năng gì hết. Trong mặt ông lúc ấy hung tận cực kỳ với một nửa bộ ri mép đã biến mất nên không ai dám hé răng nói nửa lời mười phút sau họ lách qua cánh cửa đã bị đóng nẹp để chui vào trong xe hơi lái thật nhanh ra xa lộ dudley đang thúc thích khóc trên băng ghế sau chả là cha nó đã đụng phải đầu nó khi ông vụt bỏ những truyền hình máy tính đầu video mà nó ráng nhét vô cái túi đựng đồ thể thao của nó họ lái xe đi và cứ lái xe đi ngay cả bà dudley cũng không dám hỏi là họ đang đi đâu thỉnh thoảng ông dudley quẹo bất tử và chạy ngược lại hướng đang chạy một lúc mỗi lần làm vậy ông lại lầm bầm quẳng hết quẳng hết họ không ngừng để ăn hay uống suốt cả ngày đêm xuống dudley rống lên trong đời nó chưa từng trải qua ngày nào thê thảm như thế vừa đói vừa bỏ lỡ năm chương trình truyền hình mà nó khoái xem nhất và cả ngày nay nó vẫn chưa làm nổ tung được một địch thủ nào trong trò chơi trên máy tính của mình cuối cùng ông dudley ngừng xe trước một khách sạn âm u ở ngoài ô một thành phố lớn dudley và harry ở chung một phòng có giường đôi và những tấm trải giường ẩm mốc chẳng mấy chốc dudley đã ngáy o o nhưng harry thì cứ trăn trở ngồi trên bệ cửa sổ đăm đăm nhìn xuống những ánh đèn xe cộ chạy dưới đường hôm sau họ ăn bánh bắp cà chua đóng hộp và bánh mì nướng vào bữa điểm tâm họ vừa ăn xong thì người chủ khách sạn đi tới bàn nói xin lỗi không biết có ông Harry Potter ở đây không? Tôi nhận được hàng trăm lá thư như thế này ở quầy tiếp tân. Bà dơ cao một lá thư để cho mọi người đọc được địa chỉ ghi bằng mực xanh biếc. Ông Harry Potter, phòng 17, khách sạn cảnh đường sắt, xứ Cogworth. Harry giơ tay chụp lá thư, nhưng bị ông Dursley đánh bạc bằng tay nó đi. Bà chủ khách sạn trợn mắt ngó. Ông Dursley nhanh chóng đứng dậy đi theo bà chủ khách sạn. Tôi sẽ đi nhận hết thư, nhiều giờ sau bà Dursley khép nép thỏa thẻ với chồng. Anh yêu, mình về nhà mình chẳng hơn sao. Nhưng ông Dursley chẳng có vẻ gì là có nghe bà vợ nói. Chính xác là ông đang tìm kiếm cái gì thì không ai biết. Ông cứ lái xe vô tuốt giữa rừng, rồi lái ra, rồi lại chạy tiếp. Cứ như vậy, họ băng qua ruộng đang cày tới giữa cây cầu bỏ không và lên tuốt trên tầng cao nhất của bãi đậu xe nhiều tầng. Xế trưa hôm đó, Dudley hỏi má nó, bà điên rồi phải không má ông Dudley đã đậu chiếc xe gần bờ biển, hóa xe nhốt mọi người bên trong rồi biến mất. trời bắt đầu mưa, những giọt mưa to rơi lột đột xuống nóc xe. Dudley sụp sịt khóc, nó tỉ tề với mẹ. thứ hai rồi, tối nay tivi chiếu chương trình tôi vĩ đại. con muốn ngừng ở đâu mà có một cái tivi? thứ hai, Harry sực nhớ ra có thể dựa vào Dudley với các chương trình truyền hình của nó mà biết chính xác các ngày trong tuần. Nếu đúng hôm nay là thứ hai, thì ngày mai thứ ba là sinh nhật thứ 11 của Harry. Đành rằng sinh nhật của Harry thì cũng chẳng xôn tụ gì. Năm ngoái, gia đình Dudley cho nó một cái móc treo áo khoác và một đôi vớ cũ của ông Dudley. Cho dù vậy, thì không phải ngày nào cũng là sinh nhật 11 tuổi của mình. Ông Dudley đã trở lại với một nụ cười trên môi ông còn cầm theo một cái gói gì dài dài. Không thèm trả lời vợ là ông đã mua cái gì, ông nói. Kiếm ra một chỗ hoàn hảo rồi. Nào, mọi người ra đây. Bên ngoài xe trời rất lạnh, ông Dursley chỉ cho mọi người xem một cái giống như một tảng đá lớn ở ngoài biển khơi. Nhô trên mỏm đá là một cái lều con thảm hại nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Điều chắc chắn là ở đó không có tivi. Ông Dursley xoa hai tay với nhau phấn khởi nói. Dự báo có bão đêm nay, và ông đây đã tử tế đồng ý cho chúng ta mượn chiếc xuồng. Một lão già không răng đang lừng lững tiến tới gần họ với nụ cười hết sức quỷ quyệt. Lão giơ tay chỉ một chiếc xuồng cũ kỹ đang bập bềnh trên làn nước xám bạc phía dưới kia. Ông Dursley ra lệnh. Tất cả mọi người lên xuồng, ta đã mua ít đồ ăn rồi. Trên xuồng lạnh cống người, Làn nước biển bút giá văng tóe lên bình họ, hiệp lực với làn nước mưa lạnh tê trên trời đổ xuống, làm cho ai nấy ngồi rụt cổ co ro. Thế mà vẫn bị những cơn gió quất vào mặt rác cả da. Sau một thời gian tưởng như dài mấy tiếng đồng hồ, xuồng có vẻ đến được mỏm đá. Ông Dursley vừa loạn choạng chụp ít, vừa trực ba te dẫn cả đám vô căn tròi tồi tàn duy nhất trên đảo. Bên trong tròi thật là khủng khiếp, Nồng nặc mùa rong biển và gió thì gào thét luôn qua những chỗ hở trên bếp dáng, bếp lửa ẩm ướt và trống trơ. Cái chòi được chia làm hai gian. Đồ ăn mà ông Dursley đem theo chỉ là một túi khoai tây chiên cho mỗi người và bốn trái chuối. Ông cố nhóm lưỡi lò sưởi bằng mấy cái bao đựng khoai tây chiên. Nhưng mấy cái bao rỗng này chỉ co rúng lại và bốc khói mù mịt. Chưa vậy ông Dursley vẫn xoa tay phấn khởi. Bây giờ thì đừng hòng thư với từ nữa, Ông đang trong trạng thái phấn chấn, rõ ràng là ông tin tưởng tuyệt đối là chớ hồng có người nào đến được nơi đây trong dông bão như vậy để mà đưa thư. Harry cũng thấy vậy, dù trong lòng chẳng vui chút nào với điều đó. Khi đêm xuống, cơn bão được dự báo trước nổi lên hung tận quanh họ. Những ngọn sóng cao quốc âm âm vào vách tròi và cơn gió điên gầm gào xô những cánh cửa sổ rung lên bần bật. Bà Dursley kiếm được một cái chăn mút trong gian phòng bên, trải lên cái ghế dài bị mối gặm để giả làm cái giường cho Dursley ngủ tạm. Bà và ông Dursley thì ngủ trên cái giường ọp ẹp ở phòng bên. Còn Harry thì bị bỏ mặt sát. Nó tự kiếm chỗ nào êm nhất trên sàn nhà, nằm cuộn mình như con tôm khô dưới một mớ dẻ dụng, coi như là mền. Cơn bão càng lúc càng điên cuồng dữ dội khi đêm khuya dần. Harry không thể nào ngủ được, nó cứ trăng qua trở lại. Ráng tìm một thế nằm dễ chịu hơn để dỗ về cái bao tử rỗng đang đánh trống trong bụng. Trong khi đó, Dudley ngáy như thể qua cam với tiếng gió rú và tiếng sấm rền ngoài trời. Cánh tay của nó buông thõng bên cạnh ghế dài. Những con số dạ quan trên đồng hồ đeo tay của Dudley cho biết còn 10 phút nữa thì đến nửa đêm và Harry sẽ đúng 11 tuổi. Harry nằm dài chờ đợi sinh nhật của mình đang nhích tới, Bằng khoăn không biết ông Bradley có nhớ ra sinh nhật của nó không, rồi thắc mắc không biết người biết thư cho nó bây giờ đang ở đâu. Năm phút trôi qua, Harry nghe như có một tiếng rắc bên ngoài. Nó mong sao mái chòi không sập xuống, mặc dù mái nhà mà sập xuống đắp lên mình nó thì chắc sẽ ấm hơn. Còn bốn phút nữa là tới sinh nhật Harry. Có thể khi cả bọn được trở về thì ngôi nhà ở số 4 trường Private Bride đầy ắp những lá thư, Biết đâu Harry sẽ tìm cách chồm được một lá. Còn ba phút nữa, không biết có phải biển đang giảm vào mỏm đá âm ầm ngoài kia. Và còn hai phút nữa, cái tiếng ken két buồn cười ấy là cái gì? Hay là hòn đảo con này đang bị sóng đánh bể dụng chìm xuống biển? Còn một phút nữa, và Harry sẽ 11 tuổi, 30 giây, 20 giây, 19, hay là đánh thức Trích Ly chỉ để chọc tức nó chơi? 3 giây, 2, 1, bùm. Cả cái chòi bị chấn động rung lên và Harry ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra cửa, có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào.